rồi, chào bạn. Mời đi bạn. Dạ mời bạn nữ. Hai bạn đã có mặt trên sân khấu, chúng ta giới thiệu cho hai bên nghe rõ luôn. Dạ, lời đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Dạ. Và quý vị khán giả, em tên là Huỳnh Ngọc Duy, 26 tuổi, quê của em ở Phan Thiết, Bình Thuận. Hiện tại là em làm giáo viên kỹ năng sống với dạy lịch sử. Tức là dạy ở trường nào hay như thế nào? Kỹ năng sống thì em dạy cho các trường tiểu học với lại là trung học cơ sở. Còn lịch sử là em dạy cho đại học à. Rồi, mời bên đàn gái. Em xin chào anh chị MC, em xin chào các khán giả. Em tên là Lê Thị Thanh Huyền, năm nay 28 tuổi. Và hiện tại em đang là giáo viên cấp 2. Em dạy môn gì? Dạy dạy toán. À, nghĩa là hôm nay hai giáo viên. Hai giáo viên. Nhưng con cái nè, nhỏ hơn 2 tuổi đó. Dạ, cái tính của em là cởi mở, cho nên là em cũng không quan trọng điều đó anh. Bởi vì thầy giáo dạy kỹ năng sống lịch sử thì cũng rất là năng động ha. Mời bạn gái hãy cho chúng tôi biết một chút về ưu điểm và khuyết điểm. Ưu điểm của em là chân thành, trung thực, chu đáo. Và khuyết điểm của em là em khó tính, có thể nói là cực kỳ. Đồ dùng cá nhân của em là em không có thích chia sẻ với người khác. Ví dụ như là lược hay là khăn tắm chẳng hạn. Cho nên là em là người ích kỷ trong tình yêu, em không thích chia sẻ người yêu em với người khác. Em xài chung lược với em hả? Dạ khăn chắc là không. Lược? Dạ lược thì được, sống chung với em thì xài chung, nhưng mà khăn tắm thì tuyệt đối không. Lược xài chung, em xài nhiều hơn rồi đó. Rồi. Ủa sao vậy? Sao mọi người cười vậy? Bây giờ bên đàn trai, ưu điểm khuyết điểm như thế nào? Dạ ưu điểm của em đó là cần cù, chịu khó, siêng năng, cẩn thận, trung thực, thật thà, biết lắng nghe, chia sẻ, hòa đồng và thân thiện. Giỏi vậy ta? Dạ. Trời ơi. Còn khuyết điểm? Hiện tại thì em chỉ biết nấu món ăn hạn chế thôi. Nhưng mà chắc chắn cái này bắt buộc là sau này em phải tập. Vợ nấu rồi tập với vợ cũng xong à. Bạn gái. Dạ. Thì đường tình duyên có mấy mối tình? Dạ em chưa có người yêu bao giờ. Thiệt hả? Dạ. Đối với tình yêu thì em chỉ là học sinh mẫu giáo thôi, cho nên em muốn người yêu em là bao dung. Có cái gì em chưa biết thì bỏ qua cho em. Ừ. Có em có hay đi chơi tối hay là đi chơi khuya hay là gì không? Em lười đi chơi. Mà đi chơi em cũng về sớm, tầm 10 giờ là em phải về rồi. Ừ. Vậy là sau 10 giờ không ra đường nữa? Dạ đúng rồi. Anh không nghĩ một cô gái 28 tuổi mà không có một mối tình nào hết nha. Dạ tại vì em khó tính, em chọn lựa rất là kỹ. Dạ thưa anh thì hiện tại em cũng chưa có mối tình nào anh. Trời đất ơi. Dạ. Anh không hiểu tại thành phố Hồ Chí Minh có hai con người chưa bao giờ có mối tình nào hết. Tại sao vậy em trai? Dạ thì cũng như bạn nữ thì em chọn bạn gái cũng hơi khó xíu. À. Em thấy mình chưa có duyên. Bây giờ 26 tuổi mà không có nắm tay con gái luôn. Dạ. Chưa có hôn con gái luôn. Dạ. Vậy thì khi mà xem phim thấy hai người ta hôn nhau thì em cảm giác thế nào? Dạ cũng bình thường. Trong dạ. Nhóm của em có ai nói em rằng thuộc thế giới nào đó không? Dạ không. Tới 26 tuổi tới em lớn luôn rồi mà em vẫn chưa có cảm giác đó. Dạ có, em có. Có bao giờ nằm mơ thấy yêu cô nào chưa? Dạ cũng có. Có nằm mơ thấy hung cô nào chưa? Dạ cũng có luôn anh. Vậy thì được chứ tưởng không. Dạ. Có cái gì là xong. Em thích con trai hơn gái? Dạ em thích, đương nhiên chắc chắn là em thích con gái. À. Dạ. Không, tôi hỏi về con người đó tôi thích con trai. Đó chứ anh thử cho bên đàn gái họ yên tâm thôi. Dạ. Bây giờ để anh hỏi bên đàn gái. Em chào anh. Trời dễ thương. Gì mà đàn ông không lẽ đeo mắt kiến đen hết là sao trời. Xinh dễ thương thế này. Anh cảm ơn. Bây giờ muốn tìm một mẫu người lý tưởng thế nào? Thì em muốn anh ấy cao trên mắt 7, không mắt hí, không hói, không không bụng bự, không răng hô, ấm áp, bao dung. Ấm áp bằng điều không tránh khỏi. Có thể đành chấp nhận. Hói hả? À? Hói có không? Sao đâu. Phải hói không? Con chút à. Không thích bụng bự luôn hả em? Dạ. Đợi chị tại vì thường là những người bụng bự là lười vận động, lấy anh thích người thích vận động. Thì do em kêu người ta vận động thôi. Không, em không có cái quan điểm là sẽ thay đổi một người, mà em muốn có một người mà cùng quan điểm với mình. Một cái người đàn ông bụng hơi bự chút xíu, hơi hói hói chút xíu mà yêu thương em hết mực luôn. Ừ. Và một người không bụng bự, không hói mà không yêu em, chỉ có em yêu người ta thì em chọn ai? Em không chọn ai hết. Đúng là khó. Dạ, đó là lý do em ế đến giờ em phải lên đây. Hèn chi. Em gái ơi, trên cõi đời này không có ai hoàn hảo. Không có ai giống như suy nghĩ của mình trong mơ vậy. Em mơ một hoàng tử không thể nào có được đâu.
có đôi khi em phải chấp nhận những cái gì của người đó, biết đâu về yêu thương nhau, tình yêu nó thăng hoa và người đó chính là hoàng tử của em. Và cũng ngược lại, người ta cũng sẽ chấp nhận em. Đó, mở lòng ra tí xíu, bớt khó, bớt khó. Để qua kiểm tra nè, cái gì mà hồi nãy nghe nói tóc tai dưới cười quá trời. Có gì đâu, bình thường thôi mà. Đứng yên thôi anh sao? Đó. Ý. Hả? Thì... Cao Duy. Dạ em chào chị. Cao ráo, đẹp trai. Ừ rồi, em có thích chơi thể thao không? Dạ em thích chơi đá banh với lại tập tạ. Đúng rồi. Em có đá banh có tập tạ nha em. Khỏe. Khỏe. Kỹ năng sống. Ồ, em rất là thích những người dạy kỹ năng sống. Ừ. Bởi vì những người dạy kỹ năng sống á, họ họ phải tìm hiểu rất rất là nhiều, đặc biệt khi làm việc với trẻ con nữa. Xác về tâm lý, về mày dạy năng động, về sáng tạo, về tất cả mọi thứ. Em gái, anh nói em gái nè. Dạ. Thật sự đúng là em khó lắm á. Khó tới mức mà chồng mình còn cho lao khăn chung nữa thì khó dữ lắm luôn. Tại vì ở gia đình em, ba mẹ hay là các chị em, anh chị em đều xài riêng hết à? Không, ba mẹ thì không nói rồi. Đúng rồi. Chị em cũng vậy luôn. Ừ, chị em cũng không luôn. Ừ. Nhưng mà ý là vợ chồng là người nằm chung với mình một cái giường. Khi mà hai người vợ đã là vợ chồng đi, hoặc là đã là yêu nhau ăn đi. Ăn chung, ở chung, ngủ ăn chung, chung ở chung, ngủ chung. Chung. Thậm chí hơi bất lịch sự tí xíu, nhưng có thể là có đi toilet chung nữa. Anh có bao giờ mà anh đang đi toilet mà vợ anh đi vô không? Cũng bình thường. Không, tức là mình không có nói gì. Không hả? Anh em nói gì nè, chưa yêu ai lần nào, chưa hôn ai lần nào, chưa nắm tay ai lần nào. Thì bây giờ ca này mình xử sao? Ca này để người thân góp ý đi rồi tính. Rồi, mình mời người thân vậy. Xin mời em, hôm nay em đi người thân của em là ai? Dạ, em đi với em gái và bạn. Chào mọi người ạ, em là Uyên, em gái của chị Huyền. Chị hai có những nguyên tắc của mình, và ví dụ như là hai bảo là hai không dùng khăn tắm chung á, thì em thấy nó cũng bình thường. Và hai á, thực ra thì mọi người nhìn vào vậy thôi, chứ khi mà hiểu hai rồi thì hai thực sự rất là tình cảm. Hiểu rồi thì cho xài chung đúng không? Dạ không. Rồi, em đánh giá về người bạn sắp gặp gỡ hai của em đó, có hợp với tính cách của hai của em không? Đối với em thì em luôn tôn trọng quyết định của hai. Hai cứ làm những gì mà hai thấy thích, hai thấy cảm nhận là mình thích thì mình làm thôi. Không cần phải đúng là... rồi em. Cảm ơn em gái. Em nói đúng. Rồi. Duy, đi với ai Duy? Dạ, hôm nay em đi với chị trưởng phòng và các bạn đồng nghiệp của em à. Đó. Kính chào anh Linh, kính chào chị Nam Thư. Dạ. Thì em là trưởng phòng của Duy. Thì con người của Duy rất là chân tình, bạn ấy luôn quan tâm, chia sẻ tới với tất cả mọi người. Còn ở chỗ bạn Huyền thì lần đầu tiên gặp bạn cũng rất ấn tượng về bạn. Bạn là một người rất xinh đẹp. Cảm ơn. Thật ra trong cuộc sống thì ai cũng sẽ có những cái khuyết điểm. Thì nếu như mà chúng ta có thể là cho nhau một cái cơ hội, chúng ta tìm hiểu nhau, thấu hiểu nhau, thì những cái khuyết điểm đó dần nó sẽ mất đi. Và chúng ta sẽ được một cái lớn hơn, đó là một cái tình yêu đơm hoa kết trái. Hay quá, rất mong, rất mong tình cảm của hai bạn có thể đi được đến cái đoạn kết. Nhớ nha, đôi khi là con người ta không ai hoàn hảo hết. Có người lộ khuyết điểm ra ngoài, dễ thấy có người giấu khuyết điểm vào trong. Vấn đề quan trọng là chúng ta nhìn với những cái tích cực hơn. Em gái nha. Rồi, mở rào. Chào anh, em đến tham gia chương trình có món quà tặng anh. Ừ, anh cảm ơn. Anh tặng em hoa hồng vì là hoa hồng đẹp mà có gai. Anh đến chương trình có món quà, sách thể hiện cái tấm chân tình của anh nó lớn như kiến thức trong sách dành cho em. Dạ em cảm ơn anh, em cũng thích đọc sách. Hay quá. Cái hai món quà này nó cũng là lạ. Tại vì quan điểm của em là không phải chỉ có phụ nữ mới xứng đáng nhận hoa. Nhưng đàn ông mà râu ria nhận cầm bó hoa nó cũng là lạ lắm á. Dạ, em chào anh Duy. Anh chào em. Thì đầu tiên thì nói chung anh cũng thích cái tính nguyên tắc cũng như là cẩn thận như em. Dạ. Thì anh cũng cũng có thể là một người nguyên tắc đó. Anh sống theo cái kiểu truyền thống cũng như cái kiểu hiện đại. Nó dạ. có sự kết hợp giữa hai cái. Trước kia thì anh cũng tìm kiếm một cái con người mà người bạn gái theo cái tiêu chuẩn của anh. Nhưng mà sau đó thì anh cũng nhận thấy không có ai mà hoàn hảo hết. Thực ra thì em là một người phụ nữ mà vừa hiện đại vừa truyền thống. Em có cái truyền thống của em, ví dụ như em rất là nghiêm túc, đi xe ngoài đường là không vượt đèn đỏ, không leo lề các thứ. Rồi em đi chơi em về sớm chẳng hạn. Rồi ví dụ như em muốn kết hôn hay gì thì em cũng phải xin phép gia đình. Nếu mà gia đình phản đối thì em vẫn không kết hôn. Và em có những cái hiện đại của em là em
hướng ngoại, tức là em có thích cái phong cách mà thoải mái như kiểu phương Tây. Ví dụ như đi chơi chia tiền sòng phẳng, chứ em không nghĩ là mình là phụ nữ mình bắt đàn ông chia tiền chẳng hạn như vậy. Nhưng mà về quan điểm trong tình yêu thì em hơi truyền thống cổ hủ chút xíu. Cái cách sống của anh thì cũng giống em, nề nếp thì mình phải tuân thủ. Anh cũng thích kiểu phương Tây, anh không gia trưởng, anh ghét cái sự gia trưởng. Anh cũng thích cái sự cá tính, thích sự sáng tạo. Quan điểm về tình yêu của anh thì cũng không có đúng có sai, mà yêu nhau thì phải biết quan tâm, chia sẻ, lắng nghe và ở bên nhau kể cả khó khăn cũng như là trong hạnh phúc. Quan điểm tình yêu của em là tôn tự tin, nghĩa là tôn trọng, tự do nhưng mà tin tưởng. Nhưng mà một khi sự tin tưởng đó mà bị lung lay thì tình yêu coi như cũng tan vỡ luôn. Anh đồng tình, anh thích cái sự tin tưởng cũng như là cái sự chung thủy trong tình yêu. Cái điều này là cái điều mà anh thích vô cùng, cũng như là cái điều mà anh theo nó suốt trong tương lai với cái người bạn đời của mình. Trong một cuộc cãi nhau với nhau, bạn gái rất là mạnh mẽ, cá tính và luôn luôn cho mình đúng, thì bạn trai sẽ làm gì? Em để cho bạn gái nói trước, và tiếng sau, hay cũng có thể một hai ngày sau, thì khi mà bạn gái bình tĩnh, em sẽ giải thích, phân tích sự đúng sai, không có muốn mình hơn hay là mình đúng. Được không bạn gái? Dạ, rất là gọi là kiên nhẫn. Kiên nhẫn, đúng rồi, anh có sự kiên nhẫn. Em thích hẹn hò như thế nào, ở những nơi như thế nào ạ? Em thích yên tĩnh, em không thích ồn ào, giống như kiểu đi bar đồ là em hồi xưa em có ý định đi một lần nhưng mà em nghĩ lại ồn lắm nên em không đi. Anh cũng không thích ồn ào, cho nên là nhất là những cái chỗ đông người thì lâu lâu anh cũng có đi, nhưng mà anh thích những cái chỗ yên tĩnh hơn. Thì anh thấy em với lại anh cũng có nhiều cái điểm giống nhau, anh thấy nhiều lắm luôn á. Nhiều lắm luôn á. Anh thật sự bất ngờ. Tại sao Duy biết không? Khi chúng tôi xem những hồ sơ đó, những cái gì mà các bạn để trong hồ sơ nó gần như rất hợp với nhau. Chúng tôi kết hợp ở đây là cái phần trội nhiều hơn là cái phần không hợp với nhau. Bên kia là thấy hợp lắm luôn rồi đó. Nhưng mà cho em hỏi câu cuối cùng được không? Hỏi. Muốn mấy câu anh có hút thuốc không? Anh không hút thuốc, anh không uống bia. Chỉ là uống bia khi mà có tiệc tùng hay là những cái cuộc gặp gỡ quan trọng thôi. Hỡi chàng trai và cô gái, các bạn là những người rất mới, tân binh ở trong tình yêu, chưa ai trải qua yêu cả. Đối với Thư, nếu mà yêu rồi thì mình ngồi đó và rút ra kinh nghiệm. Còn chưa yêu, nhào vô tìm hiểu đi, rồi hãy nói chuyện với nhau. Chúng ta chuẩn bị bấm nút thì anh có món quà, đó là một cái bài thơ muốn tặng em. Thì cái bài thơ này nó mang cái ý nghĩa cũng như là cái nội dung mà anh muốn gửi tới em. Thập lý bình hồ, sương mãn thiên, thống thống thanh tơ, sầu qua niên, đối nguyệt thành đơn, giọng tương hệ, chỉ thanh im ương, bắc thâm kim. Thì cái bài thơ này là cái sự gặp nhau tình cờ của một đôi trai gái trong cái thời chiến. Hai bên đã hiểu nhau, trao cái mối duyên của mình cho nhau. Người con trai lúc bấy giờ đã dành hết cái chân tình của mình vô một bức tranh do người con trai tự vẽ và đọc bốn câu thơ trong đó. Và người con trai sẵn sàng chờ đợi cũng như là tìm mọi cách để cô gái hoàn thành nhiệm vụ của quốc gia để trở về với chàng trai. Thôi, bốn câu thơ mà chuyện dài quá ha. Dạ. Bây giờ thì chúng ta tiến hành bấm nút thôi. Kiểm tra lại con tim của mình một lần nữa. Hãy bấm nếu chúng ta thực sự rung động. 3 2 1 Hết thời gian. Rồi, như vậy là cô gái không bấm. Chúng ta phải sống thật như thế. Tại sao bạn lại không bấm nút? Em nghĩ anh là một chân thành, người rất là chân thành, thật thà và có lẽ là có trách nhiệm, nhưng mà em nhìn vào ánh mắt anh ấy em không có sự thu hút nên em nghĩ là chưa có sự đồng điệu. Rồi. Và em xin nhường cơ hội cho nhiều bạn gái, hàng trăm cô gái khác ở ngoài kia tốt hơn em. Cảm ơn bạn đã sống thật bằng trái tim của mình ha. Nhưng mà theo anh đó nha, cô gái nên mở lòng mình ra chút xíu nữa. Thật sự là em nói em rất khó, đúng, khó quá. Và chàng trai này thì cũng đừng lo lắng, có rất nhiều cô gái sẽ bấm nút cho bạn. Chúc chúng ta sẽ sớm tìm một nửa yêu thương của mình nha. Nhưng mà em vẫn mong là sẽ là chúng ta sẽ là bạn. Được không? Được, anh đồng ý. Bắt tay. Bắt tay. Đó. Có đang có lợi thế rồi đó. Không có biết quay mà chuẩn bị tốt ha. Rồi, bây giờ tôi vui lên để em sẽ hỏi rồi mình trả lời thôi chị ha. Mình cứ trả lời thẳng thật rồi chân thành vô là được rồi. Dạ rồi, bây giờ mời chị giới thiệu về bản thân trước nè, họ tên, công việc, rồi quê quán, tuổi tác của mình nè. Dạ mời. Họ tên mình là, tên đầy đủ là Phan Thị Sáu trong chứng minh thư ạ. Tên dài như vậy hả chị? Dạ. Rồi đọc lại giùm em nè. T
tên đầy đủ trong chứng minh thư là Phan Thị Sáu. Phan Thị Sáu, rồi. Sinh ngày 15 tháng 8 năm 1967. 1967. Dạ. Dạ rồi. Em nhìn thấy thì chị rất là trẻ luôn đó. Dạ. Rồi bây giờ cho em cái công việc của mình. Mình có còn đang đi làm công việc gì chị ha? Đang sống ở đâu? Mình là nhà thuốc đông y. Vâng, thuốc Lam gia truyền, nhà thuốc đông y. Ở đâu chị? Đang công tác tại Đắk Lắk. Đang công tác hay là gia đình chị thì ở đâu? Gia đình đang làm việc tại Đắk Lắk ạ. Dạ. Rồi chị chia sẻ một chút xíu về cái điểm mạnh, điểm yếu rồi đường tình duyên của chị giùm em nha. Điểm mạnh thì cũng chịu khó làm. Vâng, cũng chịu khó làm, chịu khó học hỏi. Và điểm yếu là hay quên. Anh quên rồi ạ. Rồi. Anh quên rồi. Tình yêu thì sao rồi? Chị từng kết hôn chưa ạ? Đã từng kết hôn rồi, kết hôn một lần rồi nhưng mà chia tay ông xã đã từ lâu rồi. Vâng, chia tay từ năm 1997. Dạ. Mà chị nói luôn là cái hôn nhân đó thì sao ạ? Lý do chia tay rồi sống với nhau bao lâu rồi có con hay không ạ? Sống với nhau được tầm độ 5 năm rồi ạ. Thì là không hợp nhau. Vâng, thì là chia tay từ đó đến nay ạ. Và mình có một con trai, một con gái. Hiện bây giờ là đi xây dựng gia đình hết rồi. Mình vào trong này là mình người ở ngoài Hà Nội đó. Vào trong này, vào trong Đắk Lắk này là làm mua đất làm nhà trong này. Và hiện tại bây giờ là đang ở trong này để làm thuốc đông y. Mà hồi trước thì sao mà chia tay với chồng vậy chị ha? À, chia tay đấy là cái thời đấy còn trẻ đó. Thì là có nghĩa là cũng là không hợp. Vâng, không hợp thời còn trẻ. Thì là không hợp, thì là chia tay. Và thì bây giờ thì hiện tại thì bây giờ ông xã cũng đã mất rồi. Và cũng đã có gia đình riêng và đã mất rồi. Dạ. Rồi lý do là sao mà chị không tìm được người phù hợp mà chị phải tham gia chương trình? Lý do là thực ra mà nói thì mình không tìm được người phù hợp đó cũng không biết làm sao. Mà không tìm được thì thôi nhờ đến chương trình là tìm giúp. Và tìm giúp mình để có một người bầu bạn lúc tuổi về già. Dạ rồi, vậy chị mong muốn tìm một người như thế nào chị? Mình mong muốn tìm được một người hơn mình tầm độ 5 đến 10 tuổi. Và mà người ta không cờ bạc, không rượu chè. Có công ăn việc làm ổn định. Rồi nghề nghiệp làm tài xế thì được không? Rồi chị đi theo chồng được không? Nghề nghiệp tài xế thì mình không thích ạ. Còn đi theo chồng thì nếu cảm thấy là hoàn cảnh phù hợp thì là mình sẽ đi theo. Còn nếu không có thì là về đây ở mình. Về đây làm thuốc cùng mình ạ. Rồi. Con thưa chị. Chị có ca hát gì được không ạ? Cũng tạm tạm thôi ạ. Rồi mời chị hát vài câu giùm em nha. Hát luôn chị ơi. Chơi tới luôn chị ơi, vui mà. Vâng, hát bài Đoạn Tuyệt thôi ạ. Rồi mời chị. Trèo nhau thôi rồi vĩnh biệt từ đây. Ngày buồn đã tới, lại rơi của tôi sang người. Tình đã ua sâu, mình đã thôi nhau. Từ đây biết gì đời tôi sẽ đi về đâu. Đường lắm xưa giờ vắng lạnh chiều mưa. Lời nào đã hứa còn đâu giữ chi thêm. Được rồi,
được rồi, em cảm ơn chị nhiều á. Rồi em cảm ơn chị nhiều, nếu được chọn thì bên em liên hệ cho mình nha. Rồi chắc mình xuống Sài Gòn này đi để mà đi ghi hình được đúng không chị? Vâng ạ, à, đi được ạ. Dạ rồi, em cảm ơn. Dạ rồi, xong rồi đó, phần cách chị xong rồi, em cảm ơn nha. Vâng, xin cảm ơn chương trình ạ. À, quần áo rồi ok, vậy thì là cái chắc là mình cũng tự tin chủ động lắm nè, thì mình tự chủ động về chia sẻ vào bản thân mình ha, à, điểm mạnh điểm yếu của mình nè, rồi điểm tình trường của mình sao ha, khi nào chương trình thấy thiếu thì bên đây sẽ hỏi nha. Dạ à. Dạ em chia sẻ luôn hả chị, em chia sẻ ở đây luôn hả? Đúng rồi. em không có, tại vì biết sao, thường á công việc của em cả ngày bận đi làm đi xung đột rồi nên em không có thời gian để mà gặp gỡ bạn nhiều đó chị, cho nên cũng không biết chia sẻ sao nữa, chứ hãy chị em được không? Thì tính cách của mình như thế nào, cái này là bản thân mình chia sẻ với chương trình mà, điểm mạnh điểm yếu của mình sao? Dạ à, tính cách của em thì vui vẻ nè, hòa đồng nè, còn điểm mạnh của em cũng vậy luôn. Nói chung là điểm mạnh của em là thích kinh doanh dữ lắm, thích làm này làm kia, không có thích ở không. Đó. Đó em chỉ cho em có một biết chia sẻ sao. Rồi tiếp đi. Điểm yếu của mình thì như thế nào? Điểm yếu của em á hả? Điểm yếu của em hình như là không thích nấu ăn chị ơi. Chứ bình thường ở nhà là ai nấu cho mình? À, em không thích ăn cơm, có thể là mấy năm nay cũng không ăn cơm chị, em toàn là ăn vặt lặt vặt gì thôi, không có ăn cơm, không có bóng chín luôn. Dạ. Đa số là ngoài. Là hiện tại mình ở chung nhà với gia đình hay sao? À, đúng rồi, em ở chung với lại ba mẹ. À em là mẹ đơn thân nha chị. Em có ai cũng 7 tuổi rồi chị. Con trai hay con gái? Dạ con trai chị, em có con trai 7 tuổi rồi mà em sinh con 20 ngày là em đã chia tay với ba nó rồi. Vậy đến cuộc hôn nhân à, rồi chia sẻ cho về cái cuộc hôn nhân trước đó, về cái lý do vì sao mà mình lại chia tay á. Dạ tại chắc có thể là hết duyên rồi chị, không có một tiếng nói cái gì hết trơn, từ em sinh con 20 ngày cảm thấy như không ở được nữa, hai bên thôi trả tự do luôn. Là mình tìm hiểu bao lâu rồi về ở với nhau, nói thật là cụ thể chi tiết để rút kinh nghiệm cho cái người sau á, mình không có bị giống như cái người trước á. Dạ, tại vì thật sự ra là em quen nhau thì ít lắm, chỉ có 10 tháng thôi chị. Xong rồi em đi ra ngoài Bắc làm dâu á, thì chắc có thể là Bắc với Nam mình không có hợp nhau á. Cho nên em không được làm mẹ chồng chị, không được. Và cứ ra lờ vào cái đỉnh điểm. Ngày em sanh con ngày thứ hai của quý là mẹ chồng với em gây lộn xong cái thôi em thấy ở gì mệt mỏi quá thôi em nói xin về là đi tay luôn rồi chị. Là mình nuôi con đó giờ luôn mà một mình, bên kia không nuôi không trợ cấp gì hết. Rồi trong khoảng thời gian cũng khá là dài á, mình có không có quen biết được ai hả, không tìm hiểu được ai khác? Dạ không chị, thật sự là không có thời gian luôn á. Tại vì hồi xưa là em vừa buôn bán bông tai mà vừa làm tóc nữa chị. Tóc ở sau này quá bận đi mệt quá cho nên em dẹp tóc rồi chị. Em dẹp tóc rồi em mới chuyển sang bán online hẳn luôn. Một công việc thôi cho có thời gian có con ở bên con rồi đó chị. Rồi bây giờ mình mong muốn tìm một người như thế nào về ngoại hình, tính cách, tuổi tác? Dạ thì em thì thích lớn tuổi đi chị, không thích trẻ quá. Thứ nhất, thứ hai thì em mong muốn á nha là bạn đó đừng có con riêng. Thật sự tại vì con ăn con em nó phiền lắm. Thà là người đó lớn tuổi cũng được nhưng mà vẫn chưa có con, có lập gia đình rồi cũng được. Nhưng chưa có con em không thích quen người nào mà đã có con giống em. Con giống em về phiền lắm. Đó. Cái thứ hai nữa thì kinh tế á thì cũng tỉnh, thật sự em không cần nuôi con em nhưng mà ít ra đừng có gánh nặng đôi bên đó. Em chỉ mong muốn vậy thôi chứ em cũng chương trình nhiều đó chứ độc thân cũng lâu lắm rồi. Cái vấn đề mà người này không có con thì cũng khó nha, hoặc là con thì người ta cũng là vợ nuôi hay này kia các thứ thì có được không, bây giờ người ta cũng ở một mình chẳng hạn như vậy.
thường là những người đàn ông mà họ cũng đã từng một lần đó thì họ sẽ hiểu và thông cảm hơn cho những người mẹ đơn thân, tại vì là những người mà họ chưa từng trải qua cái gì hết hoặc chưa từng có con. Thì cái vấn đề này mình cũng cân nhắc lại ha. Dạ. Rồi, nếu mà mình được chọn cũng như là có người phù hợp á, thì chương trình sẽ thông báo cho mình biết nha. Dạ, dạ. Rồi, ok, cảm ơn chị Nhung ạ. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi, mình xong rồi đó.